Chưa đến giao thừa nhưng pháo hoa rực rỡ, Thanh Hóa gia nhập đường đua Trung thu siêu cháy cùng linh vật mèo đáng yêu nhất hệ mặt trăng. Càng đến gần Trung thu, không khí vui chơi lễ hội rước đèn tại các địa phương trên cả nước càng nhộn nhịp. Đêm hôm qua ngày 14 tháng 8 âm lịch, thành phố Thanh Hóa đã quyết định trời lớn, tạo điểm nhấn với màn bắn pháo hoa rực rỡ khiến nhiều người ngỡ tưởng giao thừa sớm. Bên cạnh màn bắn pháo hoa giòn giã này, linh vật mèo Thanh Hóa cũng gây chú ý. Không có kích thước khổng lồ hay ngoại hình ngầu đét như mèo Lâm Đồng, mèo Thanh Hóa nổi bật với vẻ nhỏ nhắn dễ thương. Đặc biệt, em còn biết cử động, đưa tay vườn chú bướm xinh đang dập dờn múa lượn. Xét về độ khủng thì em thua, chứ cua sang độ đáng yêu thì em là nhất. Trung thu ở địa phương của mình đến đâu rồi? Có gì thú vị không? Kể cho Tám nghe với! Nhân đây, Tám cũng chúc cả nhà có một mùa Trung thu thật đầm ấm, đoàn viên và đáng nhớ. Nhưng cũng đừng quên like, share và subscribe để cùng Tám TV cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!